Lê Thiện xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thông tin mới nhất, quan chức chính phủ của Mỹ công bố tàu ngầm mới nhất hạt nhân của Trung Quốc đã bị chìm. Theo đó, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp dầu mới nhất của Trung Quốc dường như đã bị chìm hồi giữa năm nay, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã cho hay mới đây. Theo Reuters dẫn lời của một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 26 tháng 9 vừa qua đã cho biết, là tàu ngầm tấn công lớp dầu chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Trung Quốc đã bị chìm dọc theo một bến tàu vào khoảng giữa tháng 5 và tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, theo quan chức này cho biết là hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cho con tàu này bị chìm, cũng như liệu có nhiên liệu hạt nhân trên tàu vào thời điểm nó bị chìm đó hay không. Ngoài những câu hỏi rõ về tiêu chuẩn đào tạo và chất lượng thiết bị, vụ việc còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về trách nhiệm giải trình nội bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và sự giám sát đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, quan chức trên đã nói rõ như vậy. Bắc Kinh hiện chưa có bình luận gì về thông tin nói trên. Theo một loạt hình ảnh vệ tinh từ Planet Lab, tàu ngầm đậu tại cảng của xưởng đóng tàu Wuchang tại thành phố Vũ Hán vào khoảng cuối tháng 5. Tuy nhiên, đến đầu tháng 6 thì qua hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng các cần cẩu nổi đang làm việc để nâng sát con tàu này lên. Việc sản xuất tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc thường diễn ra ở thành phố Hồ Lô Đảo của tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Đông Bắc, nhưng hoạt động này gần đây đã được chuyển đến thành phố đóng tàu ở Wuchang, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Vụ việc sẽ làm chậm kế hoạch mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc, Frank Sander, cựu sĩ quan của Mỹ đã nhận định. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết rằng, tính đến năm 2022 thì Trung Quốc có đến 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân và 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 48 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết lực lượng tàu ngầm này dự kiến nó sẽ tăng lên vào 65 chiếc vào năm 2025 và 80 chiếc vào năm 2035. Trong khi ở một động thái khác cho biết rằng hải quân của Trung Quốc đã bị tố là tàu ngầm của Trung Quốc bị lộ khi mà bám đuôi tàu săn bay của Anh ở Biển Đông trong những ngày gần đây. Chỉ huy của nhóm tác chiến tàu săn bay của Anh HMS Queen Elizabeth kể lại cuộc chạm mặt của tàu chiến này với tàu ngầm của Trung Quốc khi nó đang bám đuôi tàu Luân Đôn ở Biển Đông. Kainil dẫn lời của chỉ huy nhóm tàu săn bay HMS Queen Elizabeth cho biết rằng các trực thăng và tàu hộ vệ thuộc nhóm tác chiến trên đã phát hiện và theo dõi tàu ngầm của Trung Quốc khi tàu ngầm của Trung Quốc Bắc Kinh di chuyển đến Biển Đông. Theo Sputnik đưa tin, khi nhóm tàu chiến của Anh hoạt động ở khu vực Biển Đông từ tháng 8 tới tháng 10, thì Trung Quốc dường như đã đưa nhiều vũ khí tới theo dõi hoạt động của tàu của Anh, bao gồm cả tàu ngầm. Tuy nhiên, theo ông Mohaus, tàu ngầm của Trung Quốc không thể bám tàu sân bay HMS Queen Elizabeth một cách chính xác, vì phía của Anh đã dò được đường di chuyển của tàu ngầm và lực lượng trong nhóm tàu săn bay của Anh cũng đã được huy động để đảm bảo HMS Queen Elizabeth không di chuyển cắt ngang đường so với tàu ngầm của Trung Quốc. Trong một số tình huống, chúng tôi tự tin là chúng tôi biết các tàu ngầm của Trung Quốc ở đâu, vì vậy chúng tôi sử dụng tàu hộ vệ và trực thăng để di chuyển tàu ngầm săn bay đi vòng quanh nó, ông Mohau này đã cho biết như vậy. Sau đó, các máy bay của Trung Quốc được điều động đi theo nhóm tàu tác chiến săn bay nhưng duy trì ở khoảng cách an toàn và phù hợp. Vì vậy, phía tàu săn bay của Anh đã quyết định không điều khí tài, bao gồm tiêm kích F-35 trên bông để phản ứng và ứng phó vì thấy nó không cần thiết. Theo Sputnik đưa tin, các tàu ngầm hiện trong biên chế của Trung Quốc gồm cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân JB-093 được biết là tới những hoạt động khá ồn ào nếu so với các tàu ngầm tác chiến trong âm thầm của Nga hay là của Mỹ. Theo một số chuyên gia phân tích cho biết rằng tiếng ồn của tàu ngầm Trung Quốc phát ra có thể ngang với những tàu ngầm mà Mỹ và Liên Xô đã sử dụng trong những năm 1980 đến năm 1990. Cả Moscow và Washington hiện đã phát triển những tàu ngầm hoạt động yên ắng hơn, nhưng Trung Quốc vẫn đang trong quá trình chế tạo tàu JB-095 mà họ kỳ vọng là sẽ khó bị dò tìm bởi thiết bị sóng âm phản xạ sonar của đối thủ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào thì Trung Quốc mới đưa vào trong biên chế các loại tàu ngầm này. Sau gần một thập niên để chế tạo, thì tàu săn bay HMS Queen Elizabeth đã lần đầu tiên ra khơi để thử nghiệm vào tháng 6 năm 2017 vừa qua.
Với thiết kế tiên tiến cùng với hệ thống vũ khí hiện đại, đây là tàu chiến chủ lực của Hải quân Anh trong 50 năm tới. Tải trọng của tàu khoảng 65.000 tấn, dài 280 mét và có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu cùng với khoảng 700 thủy thủ đoàn. Chi phí để đóng tàu này lên tới hơn 4 tỷ USD. Vài tháng trước, HMS Queen Elizabeth đã lên đường thực hiện hải trình qua nhiều điểm trong đó có Biển Đông trong nỗ lực nhằm để nhấn mạnh quan trọng của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong chiến lược của họ. Và Anh đã cho biết rằng là họ sẽ có sự kiện lâu dài nhiều hơn ở trong khu vực Biển Đông này. Và đặc biệt với mục tiêu bảo vệ tự do hàng hải và các tuyến đường biển cũng như là mở rộng trong khuôn khổ hoạt động ở trên khu vực Biển Đông. Ở một động thái tiếp theo là hải quân của Trung Quốc đã bị tố là những hoạt động kém cỏi. Tàu sân bay của Anh tập trận chung với chiến hạm của Nhật, Mỹ và Hà Lan trong một động thái mới đây. Đây là lần đầu tiên mà tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh tập trận với tàu của Nhật Bản ở gần quần đảo Senkaku với sự tham gia của các tàu khu trục khác của Mỹ và Hà Lan. Đầu tuần này, lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Anh do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã dẫn đầu và đã tham gia cuộc diễn tập quân hải quân đầu tiên với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản ngoài khơi ở quần đảo Okinawa và một phần trong nỗ lực cùng với Mỹ và các đồng minh nhằm để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là lần đầu tiên tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh tập trận với Hải quân của Nhật Bản. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và tàu khu trục HMS Defender và các tàu khác. Theo đó, Hà Lan cũng có tàu tham gia và Nhật Bản cũng có tàu tham gia. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình tiêm kích tiên tiến F-35 của Anh và Mỹ và các máy bay chiến đấu F-15 thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản và không quân của Mỹ. Ông chuẩn đô đốc Nhật Bản Kono cho biết rằng việc tham gia một cuộc tập trận chung với các quốc gia và với tiêm kích F-35 có ý nghĩa rất lớn. Mỹ, Anh là những quốc gia duy nhất sử dụng những loại máy bay này, dù Nhật Bản đã mua một số máy bay F-35 và dự kiến sẽ vận hành khoảng 42 chiếc F-35B, loại có khả năng cất cánh thẳng đứng và cất cánh từ sân bay hạng nhẹ nâng cấp của Nhật Bản trong tương lai. Và liên quan đến những sự việc này, Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà Lê Thương sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin lần tới.